bánh bất chu cho mẹ không? Dạ. Hả? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây bố. Làm bánh bất chu, làm bánh bất chu cho mẹ không? Dạ. Ờ, bánh gato nhá. Bánh gato. Ừ. Ok. Mình thấy nếu mà làm đồ ăn đối với các thứ thì có lẽ mình không có năng khiếu lắm. Mình dở nhất là mấy cái vào bếp mà. Cho nên là mình nghĩ đến gato. Đây, bây giờ như này. Bố hướng dẫn nhá. Bố chưa làm bao giờ đấy à. Cái kẹo này để mình trang trí lên trên bánh. Lát nữa mình trang trí xong bánh rồi mình ấy, mẹ chờ mẹ về xong rồi mình tặng bánh cho mẹ. Xong rồi mình ăn cái bánh này luôn. Mình ạ. Đúng không? Thấy không? Thấy không? Đây. Xin có muốn bơm thử không? Xin muốn bơm thử không? Bố cho xi bơm thử nhá. Đúng rồi. Ấn vào. Ý. Ấn mạnh vào. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hình gì đây? Bây giờ xin giúp bố cầm cái này, xin san phẳng cái này ra. Đúng rồi. Đây không, đây bố ạ. San phẳng nhưng mà mình vẫn không được gạt cho nó rời ra khỏi bánh. Đúng rồi, đấy như thế. Nhưng mà chắc là cần nhiều kem hơn đấy. Bố bơm thật nhiều kem vào nhá. Bố bơm thật nhiều kem vào xong rồi miết nhá. Bố bơm cả vào bên dưới nhá. Đẹp không? Đẹp. Sau khi làm cái gato buổi sáng nay thì mình cũng cảm thấy là cái năng khiếu làm bánh của mình cũng không có nốt. Đấy, tại vì cũng là lần đầu tiên làm mà. Đây, bố bóc cái này ra nhá. Tôi bóc cái này trước nhá. Cái này chưa, cái này để tí nữa mình xếp sau. Bây giờ mình bóc cái này ra, mình rắc lên đã. Mình rắc cốm lên đã. Xì bốc ít một thôi. Xì bốc ít một thôi. Này, xì bốc một tí một thôi. Xì rắc vào đây. Đúng rồi. Đấy, xin xếp vào đây. Xin xếp các màu khác nhau ấy. Đây nhá. Ừ. Tiếp đi. Đỏ cũng được. Đây, đây đỏ đây. Xếp màu đỏ đây, cho đỡ liền nhau. Đỡ bị liền mấy màu đỏ. Đúng rồi. Xong rồi. Xong chưa? Xong rồi. Ok, đẹp quá rồi. Đây là tặng mẹ rồi đúng không? Vâng ạ. Thấy ở trên mạng làm thì mọi người làm trông nuột lắm, đẹp lắm. Nhưng mà đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái bánh gato của mình nó không ra hình cái bánh nữa rồi. Đây là bánh gato nhà người ta. Đây, đây hay là đây? Còn đây là bánh gato nhà tôi. Tránh cái chuyện nấu nướng và bếp núc để chuyển sang cái hệ làm bánh để cho nó khác đi, nó không bị va vào cái sở đoản của mình. Nhưng mà thực chất ra thì nó cũng không cứu cánh được bất cứ một cái gì liên quan đến cái chuyện bếp núc vào bếp và làm bánh ở bếp của thứ của mình.